Ichigo Ichi. Mỗi cuộc gặp gỡ đều là một cái duyên. Phút giây ấy chỉ tồn tại duy nhất một lần trong đời. Cũng có thể sẽ có cuộc gặp thứ hai cùng khung cảnh như vậy. Thế nhưng, hai người trong cuộc gặp đó không còn là chính bản thân mình của trước đây nữa. Họ đã thay đổi theo sự vận hành của cuộc sống. Mọi thứ luôn thay đổi và chúng ta luôn luôn đổi mới bản thân, dù muốn hay không. Vậy thì tại sao chúng ta không chủ động thay vì bị động để phát triển mình? Đó là một trong những giá trị mà Mạc Tuấn Minh muốn truyền cảm hứng cho thế hệ mình và những công dân toàn cầu đang đại diện cho người Việt trẻ ở khắp Nam Châu. Du học Mỹ như bước bàn đạp đối với Minh Mạc để anh được học hỏi và có thêm cho mình những trải nghiệm mới. Tuy nhiên, những bước chân đầu tiên tại một môi trường mới trên đất nước Mỹ, một nơi khác biệt hoàn toàn so với Việt Nam thì chưa bao giờ là dễ dàng. Rào cản đầu tiên anh gặp phải đó là sự khác biệt về ngôn ngữ. Và dường như chính rào cản này đã làm thay đổi cả cuộc đời anh sau này. Khó khăn đầu tiên thì phải nói đến là ngôn ngữ. Mình ngồi mình nghĩ lại là khi mà mình ở Việt Nam, các bạn Mỹ hay là các bạn nước ngoài sang Việt Nam nói chuyện tiếng Việt, nghĩa là bạn ấy cố gắng một cái gì đó nói chuyện tiếng Việt, thì người dân Việt Nam của mình rất là hòa, rất là kiểu friendly, rất là thân thiện, và mọi người thì đều luôn là đón nhận cái đấy rất là tốt, rất là tích cực. Mọi người bảo là nói chuyện tiếng Việt tốt quá. Thế thì mình mới ngồi mình nghĩ thôi, đấy là nếu mà một người nước ngoài khi họ sang Việt Nam và họ nói chuyện tiếng Việt, họ cho họ cái quyền được sai, thì tại sao mình là một người ngoại quốc đi sang một quốc gia như quốc gia Mỹ và nói chuyện tiếng Anh, mình lại không cho mình cái quyền được sai? Từ đó thì thực sự hòa nhập, từ những ngày, từ cái trải nghiệm đó thì bắt đầu thực sự hòa nhập vào môi trường Mỹ. Mình cho mình tinh thần dám thử, dám sai, dám làm bất cứ điều gì và sẵn sàng chủ động thích ứng với mọi hoàn cảnh. Có lẽ cũng chính với tinh thần như vậy, mặc dù chưa từng trải qua việc thực hiện những nội dung số trước đây, Mạc Tuấn Minh vẫn dám thử xây dựng nền tảng podcast Việt Founder, cùng với mong muốn lan tỏa những giá trị cộng đồng tốt đẹp. Và đây cũng là một cách anh làm để thực hiện cam kết của bản thân đối với xã hội. Trong cuộc đời của mình thì mình có những cái món nợ, những cái món duyên nợ, và nhiều khi là những cái duyên nợ mà thay đổi cuộc đời của mình thì mình không thể nào trả được cho cái người mà mình đã thụ hưởng cái đó từ họ, mà chỉ có đúng một cách duy nhất, đó là mình sẽ trao truyền lại và trao những cái giá trị tốt đẹp đó và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đó cho những người xung quanh mình. Không sửa soạn cầu kỳ, Minh đã đem những câu chuyện cởi mở của những người Việt thành công trên thế giới theo cách đơn giản, thoải mái và gần gũi nhất. Podcast của Việt Founder trở thành cầu nối kéo gần hơn khoảng cách về thế hệ, về địa lý của người Việt ở trong nước và khắp nơi trên thế giới. Cuộc gặp tưởng xa nhưng lại gần. Xa về khoảng cách địa lý, thế nhưng gần nhau chỉ cách ở hai chiếc màn hình. Riêng với Mạc Tuấn Minh, những cuộc gặp gỡ này cùng các vị khách mời còn giúp anh tăng thêm niềm tự hào khi khẳng định tôi là người Việt Nam. Mình là một chuyên gia thực sự và luôn đặt bản thân mình ở mức độ chuyên nghiệp cao nhất. Đó là lý do những ai biết mình đều tôn trọng anh ấy, cả trong kinh doanh và trong cuộc sống. Anh ấy là người có chiến lược và quyết đoán, vì vậy anh ấy có thể suy nghĩ và đưa ra những quyết định có tính toán lâu dài. Đó là một phẩm chất mà tôi rất ngưỡng mộ ở Minh. Chúng tôi đã chuẩn bị gần như cả tuổi trẻ của mình cho dự án Việt Founder, dù là trong kinh doanh, trong lĩnh vực truyền thông hay đơn giản chỉ là đam mê và tình yêu gắn bó của chúng tôi đối với Việt Nam. Chúng tôi đã sẵn sàng để đưa Việt Founder Podcast đến với công chúng. Chúng tôi hy vọng những podcast sẽ có tính đại diện, bảo tồn và trở thành nguồn cảm hứng cho thính giả. Qua những câu chuyện đó, mọi người biết đến nhân vật đã trải qua những gì và nhìn thấy thành công của họ.
Cuối cùng là để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam để có thể mang được ngọn đuốc đó đi xa hơn những thế hệ đi trước. Một phân khúc khách hàng hoàn toàn mới. Nối tiếp chuỗi hành trình hướng về Tổ quốc của Minh Mạng, sau dự án Vietfounder là Locamos. Giống như Vietfounder, ở Locamos mình cũng dồn rất nhiều tâm sức, thời gian với khát vọng có thể cung cấp những giải pháp công nghệ do chính người Việt Nam tạo ra để đóng góp vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thế giới. Đồng thời, từ đó nâng cao khả năng phát triển của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên toàn cầu. Ở Minh có một cái điểm mà tôi cũng nhận thấy, đó là bạn có là một công dân toàn cầu và có tư duy kinh doanh toàn cầu và có những cái mối quan hệ ở trên toàn thế giới. Nhưng cái quan trọng nhất là Minh luôn hướng về Việt Nam, mong muốn là xây dựng cho những cái sản phẩm, cho những công ty ở Việt Nam có được những cái cách thức tư duy kinh doanh toàn cầu. Và chỉ có những cái, phải có cái tư duy kinh doanh toàn cầu như vậy thì các sản phẩm Việt Nam mới đáp ứng được cái môi trường kinh doanh trên thế giới. Sống ở nước ngoài là một công dân toàn cầu, nhưng trái tim của Minh vẫn luôn chung một nhịp đập hướng về Tổ quốc, với khát khao nâng tầm hai chữ Việt Nam trên trường quốc tế. Với năng lực, trình độ cùng sự nhiệt huyết, chấp nhận thay đổi mình, dám vượt qua những giới hạn bản thân đặt ra, những điều Minh mong muốn đang dần được anh hiện thực hóa. Minh trẻ nhưng mà rất có khát vọng là muốn làm được một cái gì đó cho cộng đồng. Mình cũng rất là cảm phục ở Minh ấy, là Minh cũng sẵn sàng là có những cái hy sinh cá nhân để xây dựng một cái chương trình như là Vietfounders. Nó đòi hỏi một cái thời gian cũng dài, mà một cái thời gian dài như thế, tức là cái sự hy sinh và cái sự chấp nhận của mình nó cũng không thể nào là chỉ trong vòng độ 3 hoặc 6 tháng, mà nó còn có thể dài hơn nữa. Và Minh luôn luôn nói là bạn ấy sẵn sàng là đi theo cho đến cùng. Minh rất chân thành và thực sự quan tâm đến những thế hệ trẻ tiếp theo này, và anh ấy thực sự muốn đưa những câu chuyện thành công vào cuộc sống để các bạn trẻ có thể học hỏi. Mình có nghị lực đáng kinh ngạc và anh ấy rất chân thành trong việc ghi lại những câu chuyện này để thế hệ trẻ tiếp theo có thể học hỏi từ những người đi trước. Nằm trong tổ chức của mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Mỹ, Minh cùng các thành viên tại cả bờ Tây và bờ Đông, bao gồm các nhân tài công nghệ, tài chính, luật, quản trị và các lĩnh vực quan trọng khác, đã gặp gỡ với Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công tác tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, người Việt Nam dù ở đâu cũng hướng về quê hương và giúp ích được cho đất nước. Thủ tướng mong muốn các thành viên trong mạng lưới tiếp tục đoàn kết, tạo động lực, truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo cho những người xung quanh và cống hiến cho quê hương, đất nước. Tôi có hay nói một câu này, đó là I am Vietnamese, nghĩa là tôi là người Việt Nam. Nó không đơn giản là một cái điều đương nhiên, đó là một sự lựa chọn. Tự hào rằng, để nói lên rằng tôi là người Việt Nam, là dù tôi có là một công dân toàn cầu đi nữa, tôi có đóng góp cho xã hội rất là lớn lao, tôi làm được những thứ cực kỳ vĩ đại, nhưng mà cái tâm của tôi thì vẫn là một người Việt Nam. Và tôi đi, tôi truyền đạt những cái giá trị tốt đẹp, những cái phẩm chất đó của một người Việt Nam đưa ra thế giới. Thước đo của sự thành công đối với Minh là mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và làm sao để những giá trị ấy bền vững với thời gian. Là một người Việt trẻ, những bước chân đầu tiên trong chuỗi hành trình ấy với Minh đó là tìm về cội nguồn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người Việt đi khắp năm châu.